lia video clip hả? Ờ, livestream nè. À, nó cả mấy thằng kia nó đi quay cảnh ăn uống không mà nó làm giàu luôn á. Ờ, thế mình quay máy chiếu không thì mình không có giàu nữa nè. Quay máy chiếu đi gặp chứ cũng giàu luôn á. Gặp cái khỉ. Đấy, thì có nhiều cách kiếm tiền lắm. Ừ. Còn tôi đứng có mặt hàng. Xin chào các bạn, hôm nay tôi với các bạn cùng review một cái dòng máy chiếu hàng nội địa của Panasonic. Đây là dòng Panasonic PTF-100. PTF-100 là dòng máy chiếu cường độ sáng cao của Panasonic được sản xuất tại Nhật. Đấy, hàng nội địa Nhật nhé. Dòng này có cường độ sáng khoảng trên 3000 nanosil lumen và độ phân giải chuẩn là 1024x768. Để cái dàn phím của Panasonic F100 giống như thiết kế của các cái dòng đàn anh như là F200 và F300 này. Thì hệ thống phím bấm của nó thiết kế phía trước và có một cái nắp đậy. Thì trong quá trình sử dụng thì chúng ta có thể đậy nắp và mở nắp thì tùy, nó không ảnh hưởng gì hết nha. Cái nắp đậy này sẽ tránh cái bụi bẩn vào bên trong cái ống kính của chúng ta, đồng thời là nó sẽ bảo vệ cái bàn phím trong trường hợp mà chúng ta hạn chế người khác sử dụng một cái bàn phím thì chúng ta có thể đậy nắp lại. Đây. Cái dòng này nó có một cái tính năng đặc biệt, đó là cái lens shift. Các bạn biết lens shift rồi đúng không? Lens shift là cái tính năng mà nó dịch chuyển ống kính lên xuống trái phải mà chúng ta không cần phải di chuyển máy. Đây cũng là một cái ưu điểm mà khá nổi bật trên dòng máy chiếu này. Hầu hết các dòng như F100, F200 và F300 là đều có cái tính năng này nha. Tính năng này đây là một tính năng cao cấp mà chỉ có trên các cái dòng máy chiếu đắt tiền thôi. Chứ những dòng máy thường thì các bạn chưa bao giờ nghe đến cái từ là lens shift. Còn kết nối thì dòng này cũng khá đầy đủ nha. Computer in này, monitor out này, video. Ngoài ra thì cũng có cổng LAN luôn, cổng LAN là giúp các bạn điều khiển máy qua mạng LAN này. Dòng này nó được sản xuất tại Nhật, do đó thì nó chỉ có hỗ trợ tiếng Anh và những cái ngôn ngữ thông dụng khác trên thế giới thôi, chứ nó không có tiếng Việt nha các bạn. Đây tôi sẽ chỉnh các cái thông số kỹ thuật ở trên cái menu để các bạn xem nhá. Đó, ở đây nó thể hiện cái model máy là phía trên cùng góc trái nha. Model máy này rồi cái cường độ sáng này, sáng độ phân giải, độ tương phản là các thứ là các bạn chỉnh cho mục này nhá. Cái mục picture là liên quan đến cái con này chất lượng hình ảnh nè. Position là giúp các bạn tùy chỉnh các cái thông số liên quan đến là cái tỷ lệ hình thang, tức là các bạn thấy cái hình ảnh mà nó bị móp đầu trên hoặc đầu dưới á, thì nó liên quan đến cái mục là key stop này nhá. Các cái mục khác như là aspect, cái mục này là nó chỉnh cái tỷ lệ khung hình nè. Tỷ lệ khung hình tức là tỷ lệ giữa chiều ngang và chiều cao. Nếu các bạn chọn 43 thì nó là hình sẽ là giống hình vuông ấy, nhưng mà thực tế không phải vuông nha. Chiều ngang là 4 còn chiều cao là 3. Đó, còn nếu các bạn chọn 16 chính thì nó sẽ ra là hình quay. Hình quay tức là cái hình giống hình chữ nhật ấy. Đó, các cái thông số khác như là ngôn ngữ như tôi đã nói lúc nãy là cái dòng này nó chỉ hỗ trợ tiếng Anh và những cái ngôn ngữ phổ biến khác thôi, còn tiếng Việt thì không có, do đó các bạn phải tự mò nhá. Option này thì chỉnh các thông số kỹ thuật liên quan đến cái này chế độ trên cao, tỷ lệ khung hình, rồi cái vị trí chúng ta treo máy lật ngược chẳng hạn thì chúng ta chọn là grand selling, còn nếu chúng ta để bàn thì chúng ta chọn là grand desk, rồi security này, và các bạn tùy chỉnh các thông số liên quan đến cái mà đặt mật khẩu để bảo vệ máy chẳng hạn thì nó nằm ở đây, và cuối cùng là network là các bạn tùy chỉnh các thông số liên quan đến cài đặt mạng. Dòng này cũng xin phép giới thiệu qua luôn là các cái dòng máy chiếu Panasonic mà nó có cái đuôi NT á, là nó viết tắt của chữ network á, là có nghĩa là nó có thể kết nối mạng được. Thì dòng này nó vừa kết nối có dây mà vừa kết nối không dây luôn nha. Đó, vừa kết nối wireless này. Đó, và vừa kết nối có dây vừa không dây luôn. Đó, dòng này là chứng tỏ dòng này là dòng ăn chơi đó, không phải thường đâu. Đấy. Ok, vậy như vậy hôm nay chúng ta đã tham khảo cái dòng máy này. Thì hiện tại là cái dòng máy này là máy đã qua sử dụng, thành ra cái màn chiếu có thể chiếu được chiều ngang tối đa là nó dao động ở tầm khoảng 3m, tương đương với lại 150 inch nhá. Đây là review là người thật việc thật này. Các bạn muốn biết thêm các thông tin khác về các cái dòng máy chiếu khác, các bạn truy cập vào trang web là máy chiếu cũ.com nhá. Có rất nhiều mẫu máy để chúng ta cùng tham khảo và lựa chọn. Đặc biệt là chúng tôi chỉ bán hàng chính hãng thôi, không bán hàng nhái, không bán hàng đẻo. Đó, bảo hành 1 đổi 1. Trong trường hợp mà các bạn mà thấy không ưng ý hoặc là máy chiếu không đáp ứng nhu cầu của chúng ta thì chúng ta có thể đổi hoàn toàn thoải mái. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi livestream video này.